Mời bạn nam. Chào bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Nam Phương và năm nay em 25 tuổi. Em đang là một nhân viên ngân hàng. Bạn trai. Em tên là Trương Quốc Cường, 30 tuổi, nhà ở quận 11. Nghề nghiệp hiện tại của em là cầm đồ. Cầm đồ tức là mình làm chủ hả? Tiệm đó hay là sao em, hay là nhân viên? Dạ, cầm đồ tức là em làm cho vay trong ngân hàng mà em hay nói vậy. Bạn làm ngân hàng nào bạn? Dạ, em làm bên ngân hàng xuất nhập khẩu Eximbank. Em làm ngân hàng nào? Dạ, em làm bên BIDV ạ. Tưởng là khi chung ngân hàng mà người ngồi trên, người ngồi dưới, người trong, người ngoài mà không nhận ra nhau, phải nhờ tới chương trình mới vui lắm. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, lý do tại sao em ấy? Chắc là do em làm thơ á. Hả? Em phát hiện ra một cái mối quan hệ khá là mật thiết, tức là khi mà em làm thơ tặng ai đấy á, là coi như là người ấy không đến được với tình ấy. Mà bữa nay có làm thơ gì tặng anh bên này nữa không? À, dạ có. Em nữa hả? Trời ơi. Có làm thơ nhưng mà em tặng cho hai anh chị. Bạn nam có thể nghe ké thôi. Rồi. Em xin phép đọc ạ. Tháng tư về đợi vừa rào trước ngõ, bạn muốn hẹn hò trao gửi tơ hồng xưa. Hai chúng mình đi hết bao mùa mưa, cùng đợi chờ người chưa từng gặp mặt. Giữa Sài Gòn nắng dâng trong đôi mắt, khoảng cách nào đứng giữa em và anh, tấm rèm nhung ngăn nửa trái tim chân thành. Hai MC Quyền Linh Cát Tường sẽ mai mối, hạnh phúc mỉm cười khi trái tim mở lối, đường đời yêu thương nắm tay nhau ta về. Hay quá. Dạ. Giọng rất là ngọt ha. Chị bắt chanh vô thôi uống luôn cũng được, khỏi cần bỏ đường. Bạn có sở trường gì? Em tính toán rất là nhanh. Đúng là làm ngân hàng mà, khâu cho vay nữa. Sở trường. Dạ đúng rồi. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà xét về tình yêu mà hai người á thì chưa có chị ạ. Chưa có. Dạ, còn xét về tình mà một phía thì chắc cũng có. Nói chung em là người khá là thẳng thắn và sống thật với cảm xúc của mình ấy, nên em cũng có chia sẻ với bạn ấy là tớ rất thích cậu, nhưng mà hầu như là nhận được cái sự từ chối. Bạn ấy nói thơ nhận nhưng người không nhận. Cái người đó kỳ quá vậy. Dạ, bình thường ấy là con trai là tỏ tình với con gái trước, nhưng mà em lại là con gái đi tỏ tình với con trai trước. Thì đối với những người mà quan điểm truyền thống thì họ nói ôi như thế là không được. Bạn trai quan điểm như thế nào về cái điều bạn gái vừa chia sẻ bạn? Thì em thấy chuyện nó cũng bình thường thôi. Nam nữ gì mình cũng có thể chủ động được, không sao hết. Đây là bạn nam ấy chắc có suy nghĩ giống em là nó bình thường, nhưng mà đối với những người khác thì điều đấy nó không bình thường. Trời thôi, với cái bộ bình đó là suy nghĩ của em thôi. Em tự ti quá. Mọi người nó thấy bình thường không sao cả. Tự tin lên em. Đúng rồi. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tới nay em trải qua là 2.5. 2.5. Rưỡi là sao bạn? Thì có cái mối tình gần đây nhất thì giờ em ngẫm lại không biết nó có phải là một mối tình không, nên thôi em tính hơn nữa. Qua 2.5 đó, bạn rút được kinh nghiệm gì? Không có rút được những cái kinh nghiệm gì hết mà toàn những điều kinh khủng không à. Thì đó, qua những kinh khủng đó mình mới có kinh nghiệm hơn. Mình có đặt ra tiêu chuẩn gì ở người bạn gái mình muốn tìm không? Dạ, tiêu chuẩn của em thì nó đơn giản lắm, chỉ có 3 từ thôi, là 1m6, 50kg với lại nhí nhảnh. Dạ em chắc đạt được khoảng 30% chị ạ. Cái gì mà tự cô này cũng tự ti vậy? Đó là sợ em tự tin lên. Em chỉ có nhí nhảnh thôi anh ạ. Về cái 1m6 với lại 50kg thì em nghĩ là chắc không đạt rồi anh ạ. Dứt khoát là phải 1m6 với 50kg hả? Dạ thì mình nói hình tượng ra vậy thôi. Em là người của những con số mà cái gì cũng phải có ra số mới biết được. Thôi một cái đó một chút xíu nữa mình kéo màn lên, mình sẽ mặt đối mặt là mình thương lượng sao. Anh có tiêu chuẩn đúng không? Thì em có tiêu chuẩn. Em không đặt nặng về vấn đề ngoại hình đâu, nhưng mà em hơi nhỏ người á, cho nên em muốn một người mà che chở mình, có thể chăm sóc được cho gia đình. Và đặc biệt đó là không nhóm máu O anh ạ. Anh nhóm máu gì ạ? Em nhóm máu AB. Tại sao không nhóm máu O liên quan gì? Tại em cũng máu O cho nên em nghĩ là nếu như người máu O thì họ giống mình nhiều quá. Nhược điểm của người máu O là chỉ cần uống một chút cồn thôi thì mặt đỏ lên, đúng không? Mặt đỏ lên em cho nên máu là AB mà em uống một ly cũng đỏ. Cái này chắc không đúng. Từ xưa giờ chưa thấy người yêu nào đi tìm người yêu mà phải phân tích nhóm máu. Thì nhóm máu nữa là 10, còn nếu không là 9.9 là được rồi. Bởi vì nếu như mà anh tròn quá thì anh sẽ lăn khỏi tay của em, cho nên 9.9 anh là không được tròn rồi. Đâu, không lăn khỏi đâu, sợ. Sao vậy? Nói chung che chở trước cơn bão gió chứ cũng hơi mệt. Ví dụ như anh không che được mà anh lấy dù che được không? Lấy dù che còn mệt nữa, cầm cái dù gió nó mọc lên còn mau mệt. Ủa là sao? Thì mình độn thêm mấy cục đá vô cho nó nặng hơn. Không nhỏ sao? Lắm hả? Tướng người bên đây mảnh khảnh lắm. Trời đất ơi, gió thổi chắc hai đứa bay luôn á. Sao? Thấy cổ lần không? Dạ thì nói nhiều vui vẻ, em thích. Dạ. Thích phải không? Dạ. Bây giờ nếu mà phù hợp thì bao lâu thì mình sẽ kết hôn được? Năm sau, chuẩn bị hết trơn rồi, thiếu mỗi tên cô dâu nữa. Câu này nghe quen lắm nè. Cái điểm gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Có nhiều anh trai rồi
bạn thân rồi anh nuôi. Ủa cái anh nuôi thì thôi tôi chấp nhận cũng được đi. Mà cái bạn thân với lại cái anh trai mắc mới gì à, anh trai để ý em nói là anh trai nhận đâu ngoài về á. Chứ anh à, trai là nuôi đình... nuôi á dạ, phải không? Dạ đúng rồi. Hồi đó giờ em cũng bị mấy lần rồi mấy em cũng nuôi nuôi mấy người rồi đúng dạ, không? Dạ không. Mấy bạn nữ trước của em á thì em nói sao đi với bạn đó nhiều quá. Nói không này anh trai kết nghĩa của em à, kết nghĩa xong rồi hai đứa cự nhau rồi cái đi với bên kia luôn. À chị hỏi được hỏi bạn em có anh nuôi anh kết nghĩa gì không? Dạ không chị ạ, bởi vì em sống rất là thật cảm xúc của mình. Cái vấn đề mà anh nuôi em nuôi á nó chỉ là một cách vỏ bọc để chúng mình che đậy cái cảm xúc của tụi mình thôi, cho nên em không thích như thế. Đúng rồi em đồng ý rồi. À, có lẽ bây giờ hai bạn nói chuyện qua lại cũng cảm nhận về nhau chút xíu rồi, chúng ta hỏi thêm người thân để xem bạn trai có đi với ai không. Dạ em đi với một anh đồng nghiệp với em gái của em. Em gái đi. Theo cảm nhận của em thì chị dễ thương, năng động, rất là vui vẻ. À, kế bên là sếp của anh hả? Rồi, chào sếp cái đi. Theo sếp thì có duyệt cho vay không? Nhìn bạn nữ bên đây là rất là dễ thương, có cá tính, rất là hợp với Cường. Nhưng mà thấy dấp người không biết có được sếp trên nữa gì không. Bạn nữ, thân quen nhờ. Bạn áo trắng. Bản thân Nam Phương á, thì sống tình cảm, rất ít bạn bè. Cho nên là nếu mà bạn là bạn trai của Nam Phương thì bạn có sẵn sàng để cho Nam Phương xem bạn là giống như là cái mối quan tâm duy nhất á. Tính mình là quen xong thì cũng chỉ biết có hai đứa không à, không có biết nhiều lắm, cho nên là mỗi lần cứ có một người yêu là cứ rụng mất một đống bạn. Phương á, rất là kỳ vọng buổi gặp gỡ hôm nay, cho nên là hy vọng là bạn không làm Nam Phương thất vọng. Thì mình rất là vui nếu mà hai bạn đến được với nhau, và càng vui hơn nếu mà năm sau các bạn có thể cưới nhau. Hey, để anh qua anh xem mặt bên đàn gái thế nào nha. Chào bạn, rất là xinh, cười tươi. Dạ. Đọc thơ rất hay ha. Dạ cảm ơn anh ạ. Dễ thương lắm. Dạ, thương có dễ không mới quan trọng. Kéo mà, chúng ta có 2 phút để gặp gỡ. Bắt đầu. Tặng bạn món quà. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ. Em thấy anh thì cũng dễ thương. Lúc mà nghe giọng nói của anh thì em thấy anh điềm đạm. Chưa biết mình có kết quả sau này có đi được với nhau hay không, nhưng mà anh là một người rất là đặc biệt đối với em. Tại vì anh là người đầu tiên xuất hiện ở cái ngày đầu tiên mà em 25 tuổi, hôm qua là sinh nhật của em á. Nhìn em thì anh thấy em cũng xinh xắn. Anh ơi, anh nói là nếu mà được ấy thì năm sau mình lấy nhau đúng không? Tụi mình lấy nhau ấy thì em về làm dâu ạ. Chắc cả 1-2 năm gì đó. Dạ. Được không em? Em làm được thì có gì sai sót thì bố mẹ có thể chỉ bảo mình dần dần cũng được. À đúng rồi, là anh có họ bảo là cái người bạn gái của anh á là phải cao từ 1m6 đổ lên. Nhưng mà em thì không đủ được 1m6 đâu. Nhìn người cũng không có mập mạp lắm. Thì nãy nói 1m6 tức là cho em nói bao gồm guốc rồi cũng được. Không sao đâu. Anh cũng đâu có nói là bao gồm guốc đâu. Đâu nói 1m6 đi chân không đâu. Dạ. Nói chuyện tới sáng luôn nè. Anh thấy em cũng rất là dễ thương, vui vẻ. Có nhược điểm gì không anh? Nhược điểm thì phải tiếp xúc nhiều thì mới biết được. Em rất cảm ơn anh về món quà này. Để vì đây món quà mà đầu tiên em được nhận từ một coi như nam. Là sinh nhật em. Vâng, cảm ơn anh. Giờ em như thế là đã vui rồi ạ. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời bạn trai và bạn nữ gái để tay vào nút bấm. Và bây giờ thời gian quyết định bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Sao không bằng nào bấm vậy? Dạ thì nói chung em đã nói là em hơi bị lạ, cho nên là có những cái nguyên tắc của em thì cái đó cũng rất là khó để hai đứa có thể tiến xa. Em cũng chia sẻ là em càng người nhạy cảm lắm, cho nên là khi lần đầu gặp đầu tiên mà em thông qua nhiều cái hành động của chị là em có thể biết được cái tình cảm người đó dành cho mình như thế nào. Thì nếu như mà họ đã không chọn mình thì mình cũng tôn trọng cái quyết định của họ, không sao hết ạ. Có khi nào tại làm thơ nữa không ta? Chắc không phải đó chị. Mai mốt gặp bạn nào đừng làm thơ nữa nha. Dạ. Không, nhưng mà đó là cảm xúc của bạn ấy. Khi bạn ấy dâng trào cảm xúc ngoài chuyện tình yêu đừng làm thơ. Làm thơ tặng ai bất kỳ cái gì cũng được. Mong rằng chúng ta sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong một ngày sớm nhất. Thôi, hôm nay dù sao cũng là cái duyên chúng ta trở thành những người bạn, làm chung ngân hàng với nhau, trao đổi về nghề nghiệp. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình nha. Rồi,